Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Grammar for Fun, học ngữ pháp cho vui. Tiếp theo về thì quá khứ đơn. Lê đặt mình vào vị trí của những bạn mới làm quen với thì này, xem khó khăn là gì, thì thấy đây là một thì dễ, cách dùng và công thức rất ngắn gọn và rõ ràng. Tuy nhiên, để biết được động từ nào có dạng bất quy tắc và biết rõ cách đánh phần của những động từ bất quy tắc này thì cần một chút thời gian. Chính vì thế trong video này, Lê xin chia sẻ một vài kinh nghiệm về phần này và đưa ra một số ví dụ minh họa về dạng bất quy tắc của một số động từ quen thuộc. Trước hết, mình cùng tìm hiểu một số cách diễn đạt thời gian trong quá khứ. Đầu tiên, khoảng thời gian cộng với ago. Ví dụ như sau. They met each other in Hawaii 5 years ago. Thứ hai là last cộng với từ chỉ thời gian. Các bạn cùng xem ví dụ. We spent a day on the beach last weekend. Cuối cùng trong phần này là yesterday dùng như tính từ và cộng với các buổi ở trong ngày. Chúng ta hãy cùng xem ví dụ. You went mountain climbing yesterday morning. Phần thứ hai của bài học này, chúng ta hãy cùng làm quen với một số động từ bất quy tắc phổ biến các bạn nhé. Nếu các bạn quan sát bảng động từ bất quy tắc thì thấy một số động từ nhận cả dạng bất quy tắc và có quy tắc. Ví dụ, dream, dreamed, dreamt, dreamed, dreamed. Vậy đối với những động từ này, các bạn dùng dạng có quy tắc hay bất quy tắc đều đúng các bạn nhé. Phần này gợi cho Lê nhớ đến thời kỳ đầu làm quen với các động từ bất quy tắc ở thì quá khứ đơn. Thông thường Lê học cách phát âm cả 3 dạng. Thường gọi là V1, V2, V3. Trong đó V1 là dạng động từ ở thì hiện tại đơn, V2 là dạng động từ ở thì quá khứ đơn và V3 là động từ ở phân từ 2. V3 thường được dùng ở những dạng hoàn thành và dạng bị động. Lê có ví dụ như sau. Sleep, slept, slept. He slept like a log last night. Sau đây là các ví dụ minh họa về một số động từ bất quy tắc phổ biến. Be, was, were, been. He was in Milan, Italy, 4 years ago. Become, became, become. She became a professional singer in 2009.
begin, began, begun. The meeting began promisingly 2 hours ago. Blow, blew, blown. She blew the candles out on her birthday cake. Break, broke. Broken. He broke the glass of the car. Bring. Brought. Brought. The volunteer brought some flowers to the patient yesterday. Build, built, built. The birds built their nests in the tree. Buy, bought. Bought. They bought a lot of new clothes yesterday afternoon. Catch. Caught. Caught. They caught the ball easily. Choose. Chose. Chosen. She chose some healthy food when she went to the supermarket last Thursday. Come, came, come. They came back home from the market and unpacked the bag. Cost, cost, cost. It cost him a lot to buy a house in this part of Hạ Long 2 years ago. Cut, cut. She cut the cake into 6 pieces and gave each child a slice. Do, did, done. What did you do at the weekend? Feed, fed, fed. Did you feed our son yet?
feel, felt, felt. How did you feel about moving to a different city? Make, made, made. She made some tea for me this morning. Mean, meant, meant. Do you think she meant to say 9 p.m. instead of 9 a.m.? Pay, paid, paid. I went to the supermarket and paid the cashier in cash last Wednesday. Read, read, read. Our teacher often read us a story at the end of the day. Lê xin dừng bài học hôm nay tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.